Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều cách để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe, từ chế độ dinh dưỡng đến một chế độ vận động, tập luyện thích hợp. Tuy vậy, không biết là có bộ môn nào giúp cho cơ thể của chúng ta cả khỏe mạnh, đẹp mà tập vừa vui vừa thoải mái không Minh Thư? Khi mà nghe Xuân Long chia sẻ với Minh Thư như vậy thì Minh Thư có cảm giác như là Xuân Long không muốn bị gò bó vào những cái bộ môn thể thao mà nó quá cứng nhắc, đúng không nào? Và nhân tiện đây thì Minh Thư sẽ giới thiệu cho Xuân Long, cho quý vị và các bạn một bộ môn khá là sôi động và mang lại cho chúng ta một bầu không khí tươi vui, đó chính là bộ môn Zumba. Và đến với một sức khỏe ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ môn mang đến cho chúng ta một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh quý vị nhé. Không khí thật hào hứng trên nền nhạc sôi động như đang hòa mình trong một lễ hội. Đó là điều bạn sẽ dễ dàng cảm nhận khi đến với một lớp học Zumba. Điệu nhảy pha trộn giữa thể dục thẩm mỹ và những vũ điệu Latin khác như salsa, cha-cha-cha, rumba giúp cơ thể vận động liên tục. Những động tác lắc hông, lắc người, gập bụng, phối hợp tay chân với cường độ nhanh mạnh giúp cho cơ thể săn chắc uyển chuyển. Cánh tay, vòng eo và đôi chân sẽ trở nên thon thả. Chính vì thế, đây là một trong những môn thể thao giúp người tập đốt nhiều calo dư thừa nhất và cũng là phương pháp giảm cân hiệu quả. Khi tập bộ môn này, thứ nhất là mọi người sẽ giảm cân là chắc chắn rồi. Và theo nghiên cứu khoa học thì một giờ tập bộ môn này có thể đốt gần 1.000 calorie. Có nghĩa là nằm trong top những bộ môn đốt cháy nhiều calorie nhất. Và không những thế thì những cái động tác Latin uyển chuyển sẽ giúp mọi người thon phần eo, gọn tay và gọn đùi. Có nghĩa là nhảy không chỉ là về chân mà là chúng ta sẽ hoạt động toàn thân. Và thứ hai, và cái đặc biệt hơn đối với bộ môn Zumba là giảm stress. Là vì tới khi mà mọi người tới lớp thì mọi người sẽ được sinh hoạt vừa nhảy mà vừa được tập huấn luyện viên. Và huấn luyện viên truyền cảm hứng cho họ và họ sẽ có một buổi tập hết sức là vui vẻ. Đó là một điều đặc biệt mà hiếm có bộ môn nào có được. Không khí luyện tập thoải mái, vui vẻ sẽ giúp người tập trút bỏ hết những áp lực căng thẳng trong cuộc sống và thay vào đó là sự thư giãn, thoải mái, làm tăng sức đề kháng, tạo thêm nguồn sinh lực cho bạn. Em theo học lớp của cô Vicky đã khoảng 2 tháng nay. Và sau khi em học lớp của cô thì em cảm thấy là mình cảm thấy khỏe hơn lúc trước rất là nhiều. Và em thích nhất là cái lúc mà ra mồ hôi á, là cảm thấy rất là sảng khoái và tự tin hơn đó. Về sức khỏe thì em cảm thấy là em có những cái ví dụ như là mình trước đây mình cảm thấy đau hay đau đầu rất là nhiều và xương khớp của mình nó không được thoải mái á. Thì sau khi em tập và em nhảy cái bộ môn Zumba này thì em cảm thấy nó rất là khắc phục cho em rất là những cái khuyết điểm đó và cảm thấy cho mình cảm thấy tươi trẻ hơn rất là nhiều. Đến với bộ môn Zumba này, khi mà mình vào lớp là nghe tiếng nhạc cái là cái ngày đầu tiên á, mình đi học là mình chạy vào nhảy rồi, mặc dù là chưa được hướng dẫn gì hết nhưng mà nguyên cái âm nhạc nó đã thu hút mình để mình chạy vào. Và sau khi mỗi giờ tập như vậy thì đáng ra người ta tập thể dục xong là người ta sẽ là mệt, nhưng bản thân mình thì là không thấy mệt mà lại thấy tinh thần rất là sảng khoái, mà lại càng thấy có một cái gì đó nó thúc đẩy mình để sau này là về tiếp tục hăng hái công việc và công tác. Và cũng nói thêm là trước đây mình có cái tiền sử, tức là bệnh bị gai cột sống á, nhưng mà chỉ là ở bước đầu thôi. Nhưng mà sau khi mà đến với một bộ môn Zumba này được khoảng 3 tháng thì cái về đau lưng của mình không còn nữa. Và cái thứ hai nữa là vóc dáng thì cũng được cải thiện rất là nhiều. Bởi vì hiện nay là mình đã sinh 2 đứa con rồi và đến giờ phút này thì đã lấy lại được thân hình như hồi còn con gái. Một điểm đặc biệt nữa của Zumba đó là các bước nhảy có thể được điều chỉnh để có được tác động mạnh, vừa hay yếu, tùy vào sức của người tập. Bạn không nhất thiết phải nhớ tất cả các động tác phức tạp hay đòi hỏi phải có bạn diễn như các bộ môn khiêu vũ khác, mà là tạo ra tinh thần gắn kết để mọi người cùng tham gia và hòa nhịp với nhau. Điều cần nhất ở bạn chính là sự tự tin, thả lỏng cơ thể và tinh thần trong từng điệu nhảy Zumba sôi động, đầy cuốn hút. Bộ môn Zumba không lựa đối tượng, mà có nghĩa là những mọi người, tất cả mọi đối tượng, ai đam mê, ai yêu âm nhạc, đam mê về nhảy và mọi người muốn giảm cân, muốn đến lớp để có một ngày thật là tập vừa thật là vui vẻ. Như tất cả những bộ môn thể thao khác thì chúng ta phải chuẩn bị quần áo co giãn, có độ co giãn tốt và thấm hút mồ hôi tốt. Và đặc biệt là
đôi giày rất là quan trọng. Thì chúng ta sử dụng nó nhảy rất là nhiều và hoạt động rất là nhiều, cho nên giày là phải chất lượng để bảo vệ đôi chân, và chúng ta sẽ tập nhiều hơn. Tại vì có một vài trường hợp là họ chủ quan về việc là mang giày, loại giày đó thì sẽ gây đến chấn thương và sẽ không thể nào tập nhảy dài lâu được. Giúp giảm cân, đẹp dáng, thân hình thon gọn săn chắc và một tinh thần mới đầy tươi trẻ năng động. Đó là những lợi ích tuyệt vời mà Zumba mang lại cho người tập. Còn bạn, vậy thì tại sao bạn không thử đến với những điệu nhảy thú vị này ngay hôm nay?